Ok con, đây là cái nhà này nó có một cái gọi là common area, là khu này đậu xe chung á chị, đúng không? À, này là hoàn ta common area, khu đậu xe chung. Và cái này đặc biệt cái nhà này thì để em quay em gửi cái link cho chị được rồi nhé. Quay cho gái chị coi. Mới nói chuyện với chị là mà bán nhà mà kim luôn làm video rồi. Ê, để gửi qua. Gửi qua. Chị này là một người khách rất là dễ thương, là biết em là tới lớp ba chị thì cũng gần cái chục năm rồi chị hả? Bán cái nhà mấy năm rồi? Vì mua nhà lâu đầu tiên, mua nhà đầu tiên mấy năm rồi chị hả? Cũng hơn cái chục năm rồi hả? 10 năm ạ. À, cảm cảm nhận làm việc với em như thế nào? Sẵn nói luôn. Dễ mến dễ mến dễ thương. Tận tâm nhiệt tình hết mình phải không? Nhà nhỏ nhà lớn thì mình cũng bán hết nha. Có nhiều người ta ngại nó là anh David chỉnh bán những nhà mấy triệu thôi, chứ mấy nhà nhỏ nhỏ 200-300 ngàn bán. Cái nhà đầu tiên chị mua là bao nhiêu à? Rẻ mấy chục à? Mấy chục ngàn vẫn bán luôn đúng không? Đó, mấy chục hay 70 gì là sao? Bà Mỹ đó em nghe xuống giá. Còn có ba mấy 40 ngàn này vẫn vẫn bán luôn. Dạ, quan trọng là tình yêu thương mến thương. À, rất là quý những người khách như vậy. Người ta nói chung là đây là video cho Tina coi nha. Rất là chúc mừng chị. Chị có đứa con gái nó đang mua khu đau sao, nó học bác sĩ nè, cũng rất là mừng. Anh chị rất là dễ thương. Nên nó sẽ chuẩn bị nó về nó học 4 năm á, em nói chuyện nó học 4 năm thì mình thay vì mình mướn nhà đó, mua cái nhà như vậy giờ ở rồi cho cái bạn xe phòng là coi như cũng giữ dư trả tiền nhà đây, tiền điện tiền nước đây. Đây là bên trong nha con. Con gái gì nói tiếng Việt cũng giỏi chứ, anh là anh nói chuyện rất là dễ thương ngoan, bé nó giỏi. Bé nó giỏi. Nó qua đây lúc đó mấy tuổi chị hả? 13 bốn rồi biết rồi. Em qua đây 14 tuổi, mình nhờ em nói tiếng Việt được nung năm dòng tung năm Quảng Lộng Bắc Huế ba mạng người Huế mà lý do là nữa là vì em đi gặp khách hàng nhiều đó, gặp khách hàng nhiều á. Em không phải giỏi nhưng mà em người rất là chịu học hỏi. Nhưng mà thấy con gái gì nó nói được tiếng Việt, nó qua mười mấy tuổi là cũng cũng chịu khó mà tại, thấy là cũng 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 mừng. Quá siêu quá giỏi đó, nể mấy đứa nó phải có chí khí. Em đang cố gắng, nó nói là để đèn cho nó luôn rồi chị. Quay nhà là Tina tự coi nha, tâm sự mến coi nè. Để coi cái đèn sao nó không được sáng này ta. Nó làm mấy đèn coi nè. Đúng rồi, cái này mấy gì mình thay bóng, hay lẽ sao bóng là bóng xỉn mà sao thấy tối dữ ta, bóng tắt sao thấy nó mờ mờ vậy ta. Gì nó bấm của nó gì nó bấm gì á, cái tim của nó làm không có được trắng mấy ha. Làm lãng mạn. Cái này không có được granite countertop này vậy, này mới mà gọi là gỗ chứ không phải là đá nha, không phải bằng đá, cái này là đá giả nha. Cái này đá giả, nhìn ở dưới đá giả, biết nhìn ở dưới rồi nè con. Nó là đá giả, mình rờ mình biết không có cần sơn vậy là tốt rồi, không sao hết, đồ mới vẫn xài được. Nhưng mà ý em nói chị biết là nó rẻ tiền hơn cái loại kia. Mình coi để mình biết coi xem có gì hết. Ở dưới là đây là có một được một cái phòng dưới nè con. Cái toilet, một cái phòng toilet. Đây, phòng dưới toilet cho khách đi. Đây là cái gara này chị. Tự là chị nè coi đó. Coi. Mà đặc biệt cái này nó có đồ ở trên này dục ống hơi chứ phải đồ dục súc. Mở ngọn đèn đó, mở đi ra cẩn thận đi. bước ra được chị, nhìn vậy là biết hai chiếc xe này, nhìn một miếng vậy là biết hai chiếc xe. Em quay em sợ em đi nhanh quá nó không biết, nó nói nó coi được. Ok rồi, nó mà nhanh thì nói cho cậu biết, chú biết, chú làm là chậm cho con nha. Đây, đây là có một cái hàng rào nó làm sẵn luôn đó chị. Nhà nó có được miếng đất nè, miếng đất nhỏ nhỏ nè, chập mình ra sau mình coi luôn đó, cái đường bên hông nè vừa đủ cái máy lạnh thôi, thấy không? Khu này cũng yên tĩnh, thấy người ta dẫn chó đi bộ vòng vòng.
đóng cửa giùm em chị. Đây, đây đi ra phía sau qua trước rồi mình lên trên lầu nha. Có một cái khu để barbecue. Gái chị nó lo học, nó có thời, nó không có thời gian để nó trồng cây trồng đồ đâu. Nó không thích đất nhiều mất công cắt cỏ. Chị nghe em nói không? Tới cái nói chuyện với bé. Cái này hư nè. Lỗ này sẽ hư nè. Ở vẫn được, không cần thay, nhưng mà ý là về nó hư á. Đây, ở ngoài nó có được cái vườn nhỏ thôi nhé. Yeah. Có cái vườn nhỏ thôi. Bếp nướng ngoài này luôn. À hả. Có chỗ nướng barbecue ở đây luôn, thấy không? Đây, mình chưa ở trong nhà. Đưa đi chị. Cũng được, mình làm đá luôn càng tốt. Dạ, mình muốn thay vậy. Excuse me, muốn làm gì làm, sao hết. Em chỉ nói chuyện, nó không cần. Để coi nhà này nó kiểu dài, dài là không có phòng dưới luôn gì ha. Thấy chưa, nó không có phòng dưới. Vô là có cầu thang một bên này là mình lên trên cầu thang luôn. Phòng ngủ mình nằm lâu. Phòng ngủ trên lầu hết chị. Nè, nào hết. Nó nói để đèn cho nó, đừng có tắt, chắc có người khác vô coi nữa. Đăng này chắc mới lên hay sao, bữa qua mình không thấy ta. Mới thở lên. Đây. Đây là cái phòng. Cái phòng mà phòng là phòng chính, phòng chủ nhân, gọi là phòng master bedroom. Dạ, lên đây nè. Em có làm Facebook nó chuẩn bị cái mua nhà đó, cũng có những em những chị bên Việt Nam hỏi mua nhà tiền đâu là gì ở đây, mua thật sự là người dân đã ở thì mua cho khoảng tiền đâu 5-10%, nhiều chỗ 100% cũng được, không cần đâu nhưng vẫn mua nhà được, nhưng mà nếu mình có tiền mua được thì tốt. Hướng chị có hướng nhà nữa ha, có hướng nhà phải vô la bàn, la bàn là em chỉ cho coi, hoặc là coi mạng ở đây có chỗ chơi thì sang góp này. Có mua thì có hướng cho nó, có hướng cho chị. Hai mẹ con có hướng nào khác nhau á. Đây là một cách mà mấy người kia người ta giải quyết bằng cách là phong thủy. Nếu thì tên phong thủy thì có hướng người nào hợp á thì nhờ người đó dọn vô, bởi vì mình mua ở tạm thời cho thuê mà. À, đừng có quan điểm mấy đó, nó hơi khó cho chị để kiếm nhà. Cái này về chắc mình sơn lại quá ha. Cái sàn này nhìn ok, nó vẫn còn good, không sao hết. Thì màu sơn là mình muốn thay đổi, mình thay đổi. Nhưng mà em thấy so far thì ok, chị ở đỡ được. Nè, đây nó có chỗ cho ngồi nè. Phía trước là rất là đẹp, rất là yên tĩnh. Chỗ đó chỗ sân chơi tennis chứ. Yeah, mình có thể tự hoàn nào. Đừng có sơn quá khác biệt thì có thể mình hỏi tụi khu phố á. Để nó khỏi làm khó mình. Đóng cửa giùm em á. Đây là một cái phòng tắm. Chị biết lý do tại sao nó để cái này gì không? Nó mở gì không? Để làm gì biết không? Thường thường mấy hôm nay trời lạnh á, mà nhà trống thường thường họ sẽ để như vậy nè. Để cho hơi nóng nó vô, nó khỏi bị lạnh, nó khỏi bị bể ống nước. Đó. À, nhà mình bị vừa. Dạ, mình nếu mà mình ở trong nhà thì mình đang mở đây, nó đang mở nước rỉ rỉ vậy, thấy không? Đó, nó mở để rỉ rỉ vậy đó, để khỏi bị bể ống nước. Ở đây thì trời lạnh. Đây là một cái mà những anh chị Việt Nam mới qua, những anh chị không biết hoặc là không bao giờ ai biết tới á. Thì em là người thích tìm hiểu và học hỏi, cũng như chia sẻ. Đó. Đây là cái phòng, là phòng chủ nhân là gọi là master bedroom. Có cầu tiêu riêng này, ha. Để đèn cặp nó có người vô coi, người chủ tờ nó để đèn cho họ. Đó. Được gì hết, mấy cái này mình muốn thay, mình thay được hết á. Dạ, mấy đó nhà em hồi xưa ở, nó cũng bằng thường nè, sao em thay đá, nhà cũ á. Dạ, được hết. Đây có một cái phòng đấy nè chị nè. Cho em gái coi nha. Uh-huh.
Đây còn có một phòng nữa. Đây có một phòng nữa. Nhà này chỉ là 3 phòng trên lầu, gọn thôi. Làm giống như cái nhà Việt Nam vậy ha. Đất ít nè, khu này đất ít á. Đất ít. Dạ, được 2 restroom, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Vậy thôi à. Nó gọn vậy đó. Máy sửa ở đây thì nó có sẵn nè. Ở nhà chị có thay air filter không? Ai làm đó cho chị? Chị biết làm luôn hả? Đây, sống mà inspection là mình thay air filter ngay đây nè. Cái tẻ là 14, 25 nè. Nguồn miếng nó bỏ vô thôi, đơn giản. Đó thì nó đang mở máy sưởi. Dạ, bỏ thì nó đang hút lên này, nên kéo nó cũng hơi khó nhưng mà được. Kéo này. Đó mình coi vậy đó, lấy ra. Bỏ vô. Đơn giản thôi. Từ nhà inspection này em nói khách kỹ đó, cho khách thay, cái đó đơn giản, mình không biết thì kêu người ta tới làm khoảng chừng trả khoảng 75 đồng trăm gì đó, công người ta chạy ra người ta làm cho mình. Nhưng mà những cái đơn giản làm được thì làm để tiết kiệm tiền tiền à, cũng không có khó khăn mấy nha. Đặc biệt nó nằm ở dưới này, dễ thay, dễ làm, dễ thay á chị. Ở trên lầu là hơi khó, thường thường nó nằm trên này nè, kéo xuống là lên trên làm nó khó, nhưng mà nó nằm thì nó dễ. Đó chị coi lại kỹ đi, đơn giản đấy thôi. Mình nếu chị thích thì là hợp đồng thì có thể mình mướn người chuyên gia kiểm tra đó chị. Hôm sau chị sẽ mướn người chuyên gia để chị kiểm tra cho mình đó. Trước khi mình mua đó, trước khi mình hoàn tất á, mình gọi là inspection. Dạ. Nếu mà không có ai giành giật nhiều thì mình có thể mình làm được những chương trình đó. Ok nha con, hồi để chú upload cái này. Sao chị? Dạ, upload. Cái này.